trăm năm. Anh quen sống trong giàu sang, em quen đời bao gian khó. Chỉ có trái tim thật thà yêu anh, em hứa chung tình, bằng lòng em đưa anh đi về với quê em. Ruộng đồng bao la 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 cỏ bay thẳng cành, bằng lòng em đưa anh đi về với quê em. Một dòng sông xanh 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 bên cúp lều tranh. Cô dâu về làng xinh thiệt, xinh ai cũng ngắm nhìn. Chú rể quá trời đẹp trai, mặc bộ áo vest như con bà hai. Đám cưới vui thiệt là vui, nhìn xung quanh ai cũng tươi cười, ai cũng ham mà ai cũng khoai. Nhậu tới sáng xong mình đi tán hai. Em theo anh làm dâu, em đi theo anh làm dâu nha. Em theo anh làm dâu, vậy em có đi theo anh làm dâu không? Em theo anh làm dâu, vậy em đi theo anh làm dâu nha. Em theo anh làm dâu, vậy em có đi theo anh làm dâu không? Nơi thành đô còn em miền quê xa xăm, thương anh đêm đêm em mơ đôi ta kết tình trăm năm. Anh quen sống trong giàu sang, em quen đời bao gian khó. Chỉ có trái tim thật thà yêu anh, em hứa chung tình, bằng lòng em đưa anh đi về với quê em. Ruộng đồng bao la 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 cỏ bay thẳng cành, bằng lòng em đưa anh đi về với quê em. Một dòng sông xanh 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 bên cúp lều tranh.
dê heo quay gà dầm hỏi. 500 mâm bạc đầy môi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi. Xe chở cả hàng đoàn, theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm cho cái tính anh đàng hoàng. Bao hoa cũng xúc là mình là nhất, làng trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng, yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm. Ngày hôm nay chúng ta không thể không nhắc đến dẫn đến sinh thành những bậc làm cha và làm mẹ đã vì con nuôi dưỡng chúng ta nên người. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị những vị chủ hôn của lễ vui hôm nay. Về phía nhà gái, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Hữu Đức và bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, là hai vị thân sinh của cô dâu. Xin mời hai vị chúng ta sẽ cố ra mắt quý vị khán thính giả trên màn. Và trước mắt chúng ta thì đây là hai vị thân sinh của cô dâu. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thành công nhiệt cho đón hai vị chủ hôn ở nhà gái. Về phía nhà trai, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị ông Lưu Thanh Tùng và bà Trần Thị Ngọc Nga, là hai vị thân sinh của chú rể. Xin mời hai vị tiến lên sân khấu ra mắt quý vị con khách trân trọng, kính mời. Và quý vị sân khấu của chúng ta đây là hai vị thân sinh của chú rể. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật công nhiệt cho đón hai vị chủ hôn họ nhà trai. Thưa quý vị, hiện diện trên sân khấu của chúng ta giờ đây là một đại gia đình thật hạnh phúc. Kể từ ngày hôm nay, mỗi gia đình sẽ có thêm một thành viên mới. Bên có rể Thảo, bên có dâu Hiền và hai chị Bảo Trân và Thanh Liên. Kể từ ngày hôm nay sẽ bước vào một ngày cửa mới, cùng nhau xây đắp tương lai để chọn được các ngày làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi. Xin gửi lời cảm ơn đến bốn nhân vật đặc biệt, đó là cha mẹ của chúng em. Con xin cảm ơn anh cha, anh mẹ đã có công ơn sinh thành và nuôi dưỡng chúng con để cho chúng con có cơ hội gặp nhau ngày hôm nay nên nghĩa vợ chồng. Và lời cảm ơn thứ hai em xin gửi đến những người thân, anh chị em, cô dì chú bác cũng như bạn bè để dành thời gian đến giờ buổi tiệc cưới của em ngày hôm nay. Em xin cảm ơn và chúc cho mọi người có một buổi tiệc thật là vui vẻ.
khi quen em phút ban đầu, cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm. Cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đôi thay từng ngày. Anh biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh. Tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hàng mong. Ở bên em bao muôn phiền lo lắng trong anh tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lấy đinh hôn của anh thật lòng. Vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Trong đời anh cho anh cuộc sống mới đầy ấp tiếng cười rộn vang, cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về, cho anh ngàn nụ hôn chắp cánh ước mơ bay thật xa. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh, dẫu vui buồn gian khó hai ta sẽ cố gắng vượt qua. Hãy sang có anh em chẳng đối diện.
dòng sông mênh mông, lúa trên đồng mướt xanh xanh, đưa anh về nơi yêu mến xanh, duyên bên nhau trọn đời. Dâu bằng lòng anh sáng ngân ngang bưng theo cao châu.
bởi quá thương em nơi anh rẽ sang năm mừng ăn lên anh hút em về làm dâu. Chút yêu thương thêm chút mê say làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây. Chờ đợi em bấy lâu nay để yêu anh bằng chồng, chồng đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta tùng dinh qua gấp dâu. Được thế giới liệu em có yêu không?
vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu. Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh. Tìm thấy em người anh yêu, lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Mình giữ nhau thật chắc nhé, nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng cùng rơi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh. Tìm thấy em người anh yêu, lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Bên nội bên ngoại của cháu hôm nay là cái ngày lành tháng tốt. Gia đình thằng em, hai vợ chồng đứa em là có tổ chức gả đứa con, thì tối nay là làm lễ xuất giá cho cháu nó, làm cái lễ xuất giá để mà chào cảm ơn bà con, để mà ngày mai để mà tiễn đưa cho nó về bên chồng. Thì không gì hơn là tôi cũng thay mặt gia đình là cảm ơn bà con hai họ đã đến dự để mà chung vui cùng gia đình hai em tôi. Rồi bây giờ thôi con rót rượu, con rót rượu đi rồi mời cảm ơn bác, cô gì đó. Tiếng hò tiếng hát nghe thắm tình ai gửi trao nhau. Em thấy mong nào anh ơi anh tính sao hả? Về làm dâu miền Tây, em muốn về làm dâu miền Tây. Có thương là thương cho trọn, em ngại gì sớm nắng chiều mưa. Thương anh dù cho cách trở, vẫn một lòng chung thủy sẵn son. Thương em anh đừng sợ khổ, có em là anh sương nhất lúc.
làm dâu miền Tây. Em muốn về làm dâu miền Tây. Có thương là thương cho trọn, em ngại gì sớm nắng chiều mưa. Thương anh dù cho cách trở, vẫn một lòng chung thủy sắc son. Thương em anh đừng sợ khổ, có em là anh sướng nhất luôn. Ơi là ơi hò ơi, có con sông nước chảy đôi bờ. Ơi là ơi hò ơi, nhịp cầu tre lắc léo đưa dâu. Rước em về nhà anh mau mau, tháng năm chờ lắm em xanh sao. Mong ước cho đôi mình thâm nghĩa tình đầu bạc răng long. Rước em về nhà anh mau mau, tháng năm chờ lắm em xanh sao. Mong ước cho đôi mình thâm nghĩa tình đầu bạc răng long. Mẹ anh thì là bữa nay con đi lấy chồng, măng cũng không có gì, có mẹ chị vàng nè, bỏ túi để dành. Kiếm một người yêu thương đắm chìm. Còn này bắt năm gái à, không về được. Rồi này vợ chồng của Lộc gửi về cho con. Đến bên ai hay nắm tay nhau chặt nhé. Qua bao nhiêu sóng gió phong ba, dành hết yêu thương mình đã cho nhau mà. Ta sẽ sống dưới một mái nhà, em mai mình cưới nhà. Dạ cảm ơn Bích Nam gái Bích Tâm Trai với anh Lộc. Vợ chồng anh Lộc. Em sẽ là cô dâu hiền, sẽ mãi hồn nhiên. Sau mai này dù ta có già, tình anh vẫn thế vươn một lòng không trọn đời bên nhau đến khi bạc trắng mai đầu. Thời gian trôi qua anh thêm yêu em nhiều hơn. Trước mặt anh là đó là em người anh kiếm tìm. Đến bên ai hay nắm tay nhau chặt nhé. Chị Tư ở bên, chị Tư Lan ở bên Mỹ ha, gửi cho con ha. Rồi chị Trúc gửi cho con. Rồi chị Quanh tặng cho con cái gì. Chị Quanh tặng con rồi không cho mà. Dạ con cảm ơn dì Tư, chị Bảo Trân với dì Trúc. Dạ với chị Quanh. Dạ em cảm ơn anh Nghĩa, vợ chồng anh Nghĩa. Dạ rồi, cảm ơn em. Còn đây thôi vậy chị gửi luôn đây ha. Dạ. Này là chị Tô Quân với Tô Minh. Dạ. Cô Như. Dạ. Nó gửi chúc em được hạnh phúc nha. Dạ. Mình em chỉ cảm ơn mấy cháu. Dạ. Anh mong chờ từng phố xưa này được anh được hát những bài tình ca cho người. Và ngày mai đây em sẽ là cô dâu hiền, sẽ mãi hồn nhiên. Sau mai này dù ta có già, tình anh vẫn thế. Trôi qua anh thêm yêu em nhiều hơn. Mình cưới nhau nha, mình cưới nhau nha, mình cưới nhau nha. Con đại diện cho mẹ con. Con nhớ tình hạnh phúc. Con nhớ cảm ơn mẹ con nha. Rồi,
sẵn giao cho anh chụp đúng rồi. Gia đình anh thì có một cái thủ thuật gửi cho em, chúc em là trong tương lai của em, trong chồng bây giờ sẽ luôn hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc. Dạ. Anh có cái vào lịch sử cho em. Dạ, em cảm ơn anh chị nhiều. Chị em để sáng vô nhà đi ngủ rồi, cảm ơn. Chưa bao giờ nguôi, mình sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Cưới của em mà có món quà gửi tặng em, chúc hai chồng anh trăm năm. Dạ em cảm ơn chị Ngân nhiều. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Dạ anh nhiều quá, chúc nhí với em trăm năm hạnh phúc. Dạ em cảm ơn anh nha. Chăm sóc ba mẹ. Dạ. Rồi, yên tâm đi bạn, cháu bên đây. Yên tâm đi. Làm con phải hiểu, anh ơi có nhớ năm xưa những ngày còn thơ. Đó là đầy đủ của con rồi. Con nhau thì giờ sao với con? Dạ dạ. Ông cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ cùng người sinh dưỡng, đó mới là hiền. Mai con về nhà chồng, con ráng chăm sóc chồng con, nghe lời bên chồng con, ráng giữ hạnh phúc. Cha giờ cũng không biết nói gì thôi, chúc con trăm năm hạnh phúc. Dạ. Dạ hôm nay là ngày sinh giá của con, con xin cảm ơn ba mẹ, cô dì chú bác đã đến đây ngày hôm nay. Con xin gửi lời chúc sức khỏe đến mọi người. Dạ. Cha mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Thank you.
là cái trong gia đình làm lễ xích giá cho con cho cháu nó thì như vậy là cái buổi lễ cũng thành công tốt đẹp rồi. Do đó là cũng cảm ơn là bà con hai họ bên nội bên ngoại của cháu nó. Và thôi là cũng như là đã đến đây để mà chúc mừng cho gia đình. Mời gia đình cũng mời bà con ở lại dự buổi tiệc. Dự buổi tiệc với gia đình. Về bên nhau